Xin chào các em. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với là Builder Button. Bài hôm trước thì mình sử dụng Builder Button để mình giải quyết vấn đề là telescope pin trong cái contractor. Thì bài hôm nay mình sử dụng Builder Button để mình build ra một cái đối tượng gồm nhiều thành phần khác nhau. Ví dụ như là một chiếc xe Toyota thì có thể là có cái lốp Toyota, nhưng mà có thể là cái định vị là của hãng Tesla chẳng hạn. Thì làm như thế nào để mình làm như vậy? Thì trong Builder Button UML á, thì nó có là 4 cái thành phần chính. Đó là mình gồm có là cái director. Trong director này á, nó sẽ sử dụng builder. Trong builder này mình sẽ build ra các đối tượng mà mình cần thiết. Trong builder này á, mình sẽ có một cái contract builder, nó kế thừa cái builder này, và trong này nó sẽ build các thành phần của chiếc xe. Và cuối cùng là mình có class chính, đó là class product, là chiếc xe. Thì bài hôm nay anh sẽ đi qua là làm như thế nào để mình tạo ra một cái chiếc xe. Trong này anh sẽ có một cái ví dụ là mình sẽ tạo ra hai loại xe. Một loại xe là xe tự động, xe ô tô là dạng tự động. Một loại xe là xe ô tô là dạng là đập côn. Nếu mà mọi người nhìn vào cái design pattern này thì anh sẽ build đầu tiên là bài cái product trước. Như vậy trong product mình sẽ có hai loại xe, là xe hơi tự lại tự động và xe hơi dùng côn. Thì trong class của mình á, anh tạo một cái bucket là K. Trong này á, anh tạo một chiếc xe là xe tự động, một chiếc xe là xe đạp bằng chân ga, là xe manual. Thì hai chiếc xe này thì những cái bị trong này như là engine này, engine là động cơ này, rồi định vị này, thì sẽ có những cái component. Ví dụ anh sẽ có component là engine này, anh là một cái lát bình thường thôi, là cái lát động cơ thì có là những thuộc tính về động cơ, hay là cái lát về định vị thì có những thuộc tính về định vị. Như vậy cái AutoCAD này là gồm có các thành phần như sau. Thì tương ứng như vậy, bên manual car thì chiếc xe manual thì nó cũng có là động cơ, nó cũng có định vị. Thì mình sẽ có đầu tiên là class product. Tiếp đến mình sẽ có class là concrete builder. Thì concrete builder này á, nó sẽ kế thừa cái thằng builder này, và trong cái builder này á, mình sẽ có cái hàm gọi là build part, có nghĩa là build các bộ phận của chiếc xe. Thì mình sẽ có một cái gọi là một cái, anh sẽ tạo ra một cái interface gọi là builder. Như vậy là interface builder này là tương ứng với cái builder này. Trong interface builder này á, nó có phương thức là build part, là build các thành phần của chiếc xe. Thì ở trong này anh có các thành phần như là set cái thai loại xe này, set cái chỗ ngồi này, set động cơ này. Như vậy toàn bộ cái này á chính là cái build part. Mình sẽ có hai class, đó là AutoCAD Builder và ManualCAD Builder. Thì hai class này theo như trong UML á, thì nó sẽ kế thừa cái builder này, và nó kế thừa cái những cái hàm build part, và đồng thời nó có một cái phương thức, đó là phương thức là get result, là get là chiếc kết quả của chiếc xe. Thì tương ứng với loại xe nào á, thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng cho loại xe đó. Thì concrete builder ở đây mình sẽ có là AutoCAD Builder. Thì mọi người thấy là AutoCAD Builder là cái xe lại tự động á, nó sẽ implement lại, override lại những cái phương thức gọi là build ra các bộ phận của chiếc xe, gọi là phương thức build part. Đồng thời nó có một cái phương thức, đó là get result, nó sẽ trả về cái đối tượng tương ứng. Ở đây đó, nó sẽ trả về là AutoCAD. Như vậy mọi người thấy nè, AutoCAD Builder sẽ trả về đối tượng là AutoCAD ở đây, là đúng như cái UML của mình. UML của mình là product nè, nó sẽ sinh ra cái product tương ứng. Tương tự như vậy mình gọi là manual car builder, nó cũng implement cái builder. Nó implement những cái phương thức để tạo ra chiếc xe, như là động cơ, định vị. Ngoài ra nó cũng có thêm phương thức là get result. Thì trong get result của manual car thì mọi người thấy là nó trả về là manual car. Thì từ đây này nó sẽ trả về manual car. Mình đi viết phần tiếp theo, đó là phần director. Như mọi người thấy trong UML diagram thì mình có một class gọi là director. Class này sẽ sử dụng builder để build ra chiếc xe.
trong này mình sẽ có một class gọi là director ở đây. Trong director này anh khai báo hai phương thức, đó là build một chiếc xe thể thao auto, có nghĩa là chiếc xe thể thao dạng là tự động đó. Thì trong này nè, anh sử dụng cái parameter là anh truyền vào một cái là gọi là builder. Rồi xong đó là anh sẽ set lại các thành phần của chiếc xe. Ở đây anh có một loại xe khác, gọi là anh tạo một chiếc xe mà nó chạy trong thành phố, và chiếc xe này thì chạy bằng côn, thì nó gọi là manual, thì anh cũng truyền vào đây cái builder. Như vậy đúng như trong cái diagram của mình đó, là trong director mình sẽ có builder, mình sẽ sử dụng cái builder để mình build ra chiếc xe. Tiếp nữa, như vậy làm thế nào để mình chạy được cái builder này, thì anh có một class được gọi là client, hay còn gọi là demo. Thì trong demo này, đầu tiên anh khai báo một cái là, ví dụ như giờ anh muốn tạo ra một chiếc xe là tự động đi, chiếc xe thể thao tự động, đầu tiên anh sẽ khai báo dạng builder của anh là gì. Trong trường hợp này anh muốn khai báo là tự động, nên anh sẽ khai báo là AutoCar Builder bằng New AutoCar Builder. Như vậy là anh tạo ra chiếc xe tự động, builder tự động. Tiếp đến anh khai báo một đối tượng là director. Thì trong director này anh sử dụng là anh muốn build ra chiếc xe thể thao nhờ tự động, thì anh chọn phương thức là director.contractor support car ở trong này, trong builder này anh gọi cái hàm này. Khi gọi cái hàm này thì anh sẽ truyền cái auto builder ở trên này vào. Sau đó để mà tạo ra chiếc xe thì anh chỉ cần gọi cái hàm là builder.getResult. Như vậy lúc này nó sẽ tạo cho anh một chiếc xe là AutoCar. Tương tự như vậy, anh muốn tạo một chiếc xe côn manual car, thì anh sẽ tạo xe manual car thông qua cái builder. Thì đầu tiên anh tạo một cái là manual builder, sau đó anh truyền cái manual builder này vào cái director. Sau đó là trong cái director này anh chỉ cần gọi là manual builder get result, thì lúc này nó sẽ trả về cho anh chiếc xe xe tay côn. Nhưng mọi người thấy anh chạy thử cho mọi người xem, anh run demo, thì lúc này á, mọi người thấy là nó sẽ tạo ra hai loại xe này, đầu tiên là xe thể thao này, cái thứ hai á là cái xe xe côn này đó. Anh có ví dụ khác nữa, như anh nói là một chiếc xe thì mình có thể tạo thành những từ những thành phần khác nhau hay không. Anh ví dụ như là giờ chiếc xe manual đi, nó có một cái chức năng gọi là cái định vị thì có hai loại, một là GPS. Thì bây giờ anh không muốn sử dụng cái định vị GPS nữa, anh muốn sử dụng cái định vị khác. Ví dụ như là anh thấy là Tesla nó mở ra một cái loại định vị rất là hay, thì anh muốn sử dụng cái build cái bộ phận định vị đó của Tesla vào chiếc xe manual của anh, thì anh làm được hay không? Nếu mà mình code theo cách bình thường á, thì có khi mình phải đặt đi code và mình tạo lại cái đối tượng mới. Nhưng đối với builder nó sẽ giúp mình là không cần phải đặt đi các phần tử khác, mà mình chỉ cần tạo ra một cái class mới và mình kế thừa lại những cái định vị có cũ. Thì lúc mình tạo á, mình chỉ cần new và add cái định vị Tesla vào thôi. Thì để làm như thế nào, thì anh ví dụ ở đây anh sẽ ví dụ về cái manual car builder trước hay. Thì để mà cho cái code linh hoạt á, thì trong cái định vị á, anh tạo trong cái component này anh tạo một cái class cha gọi là class định vị. Sau đó anh có là GPS, đây là một cái định vị cũ, anh kể thừa cái lớp cha đó. Giờ anh có một cái định vị mới, Tesla làm ra một cái định vị mới, thì anh tạo một cái định vị mới của Tesla ở đây. Anh kể thừa cái navigation. Sau này ví dụ như có thêm nhiều cái loại hạng định vị mới thì anh chỉ cần new cái mới thôi, và anh kể thừa cái navigator này. Lúc mà anh builder thì anh sẽ set cái navigator này này, anh sẽ set nó là một cái lớp cha. Lớp này sẽ được quyết định khi mà mình truyền vào navigator của nó là của GPS cũ hay là của Tesla hay là một cái hàng mới. Trong cái hàm director, mọi người thấy chỗ mà set navigator này anh sẽ new
Nhiều trong trường hợp này, anh đang sử dụng định vị cụ này, GPS Navigator, nên Navigator ở đây nó in ra là Normal Navigator. Bây giờ anh muốn là tạo chiếc xe manual này với một cái dạng, một loại định vị khác. Anh không dùng cái định vị là GPS nữa. Ví dụ như anh là muốn là giờ Tesla rồi, thì có cái định vị mở rồi, thì anh sẽ ghi là Tesla Navigator, thì anh truyền vào đây. Như vậy mọi người thấy là sau khi anh chạy, nó sẽ build cho anh một chiếc xe là engine là có thể của là của một hãng Toyota, nhưng mà định vị là định vị của Tesla. Đó, khi anh chạy anh run lên. Đó, mọi người thấy không? Giờ cái Navigator của mình là nó đã tạo cho mình ra một cái đối tượng là với Navigator là Tesla. Như vậy Builder giúp mình là trong việc linh hoạt tạo các thành phần của đối tượng. Thì bọn anh cũng hay sử dụng Builder để tạo ra các đối tượng với mục đích là bọn anh kế thừa lại và phát triển ứng dụng mà không cần phải đập đi những cái cốt cũ. Thì anh hy vọng cái bài Builder này sẽ giúp mọi người hình dung ra được là ngoài sử dụng toán tử new ra một cái đối tượng, thì mình có thể sử dụng cái pattern builder này để build ra những cái đối tượng mà mình mong muốn. Cảm ơn các em đã lắng nghe.